Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là những người sao nóng chắc ẩn. Quý vị thân mến, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Quý Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong tháng 8 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp cũng sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả của công việc của bạn. Vậy trong tháng 8 âm lịch, thành công của những người tuổi Quý Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 có mệnh đại hải thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng là một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng và dần mất đi niềm tin và tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình. Sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng không quá thuận lợi, vì vậy gia chủ cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối diện với khó khăn. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ tình hình, thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công, nên để tâm tới điều này. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa ảo của bạn cũng cao hơn, hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái. Đồng thời quan tâm đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình gây nhiều tổn hại cho gia đình. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp kỳ âm thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý, cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, con đường phát triển sự nghiệp của gia chủ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn, kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Thời điểm này bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ, thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, bạn cũng cần phải tự nhìn lại bản thân trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai, bản mệnh nên tự ý thức và có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho Quý Hợi dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tử vi chỉ ra rằng tình hình tài chính của người tuổi Hợi sinh năm 1983 trong tháng không được ý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu, tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Gia chủ quý Hợi khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá là bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp được nhận thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế, bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1983 không nên lao động quá sức trong thời gian này, nếu không dễ rơi vào tình trạng lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra, đi lại cần cẩn trọng, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Các gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Về chuyện tình duyên trong tháng, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp. Dù là nam hay nữ mạng, gia chủ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn, nếu không vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 8 âm lịch này, cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tị, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tị, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tị, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hòa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Lời kết. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Quý Hợi trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.